Dạ Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog. Sáng nay thì sáng nay Bùi Hải Vlog có mua cho cậu năm một hộp cơm sườn với chai 247 nha cô chú anh chị, nước ngọt để đem vào cúng cho cậu. Thì vô cúng cho cậu buổi sáng. Buổi sáng có ai cúng bánh mì cho cậu sớm nữa ta. Đây Bùi Hải cúng cơm sườn 247. Rồi dừng cái máy lên. Bây giờ luôn Bùi Hải đã xuất hiện. Hello chào Bùi Hải nha. Hello chào, xin chào. Cúng cơm mà. Hôm nay Bùi Hải đi đâu? Chú Bảy đâu Bùi Hải? Châu Đốc. Dạ, rồi. Cho cậu năm gì Bùi Hải? Cơm sườn. Cũng cho cậu bữa giờ. Ngủ sao mà anh nói chuyện càng tiếng ra ngoài ồn hết. Trời ơi, bữa giờ đi Châu Đốc tuần lễ nay bệnh đủ tuần lễ luôn đó. Đây khui nước ngọt ra cho cậu. Về tôi kêu chị tôi cạo gió ha. Gió đầy cái lưng luôn á. Mà bơ qua giờ chưa hết. Mấy ngày nay chưa hết. Đi không? Không, đi dưới lại bà. Không gặp có chị Hồng Loan xuống mà quay chứ có đâu có quyêu gì nhiều đâu. Bệnh tuần lễ luôn. Chú dưới uống mấy chục liều thuốc luôn á. Không hết. Nó tự nó hết chứ có gì đâu. Tự đâu không mà. Nếu không uống thuốc đi không nổi luôn chứ tự. Đốt nhang cho cậu. Sáng nhà có xuống quen thầy chưa? Thầy nào? Thầy Sư Minh Thiện á. Ở đâu? Móc cái quẹt chôn đằng đẵng đó trời. Không biết luôn. Thầy nãy sáng nhà không mai nói hả? Không. Trời ơi, chỗ nghe cái nhà kiến đó. Chừng nào chôn? Ngày mai. Ngày mai hả? Bữa nay thứ bảy phải không? Bữa nay thứ bảy. Mai chủ nhật chôn. Mai chín, mùng chín á. Mùng chín hả? Sư Minh Thiện. Ngày mai chúng mình sẽ ăn sáng ở Hòa Viên cùng chúng chị ha. Dạ. Sáng Hải cho cậu hộp cơm sườn với ly 247 nè cô chú anh chị ơi. Cơm sườn cũng cho cậu buổi sáng. Thôi giờ lau mộ cậu đi. Lọ mồ cho cậu. Ai à.
cầu mộ cậu, cậu phù hộ hết bệnh khỏe phắn lại đi con, mua rồi về con cúng trả lễ cho cậu, cậu ơi, với ông bà hàng xóm của cậu. Hôm nay vợ chồng nết về là cậu ơi, vui rồi đó, hàng mộ cậu càng ngày càng đông vui rồi cậu ơi, hết buồn rồi. Sẵn vô thắp hương lau mộ. Hôm nay Bùi Hải mua cho cậu hộp cơm sườn bì chả với một chai nước ngọt 247. Mời cậu buổi sáng về dùng cơm sáng ha cô chú anh chị, với uống nước đây. Cúng cho cậu, ông phù hộ hết bệnh khỏe phắn lại rồi mua đồ trả lễ cho cậu với ông bà ở đây. Dạ, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog. Trước khi kết thúc video, Bùi Hải Vlog cũng chúc cho ông bà cô chú anh chị một buổi sáng thật là vui vẻ và làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự như ý. Và một lần nữa, Bùi Hải Vlog xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị ạ.